Với tốc độ phát triển công nghệ thông tin hiện tại ở nước ta, khởi nghiệp công nghệ đã trở nên quen thuộc khi ngày càng có nhiều bạn trẻ thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công lại rất thấp khi sức cạnh tranh quá cao. Do đó, đa số những người khởi nghiệp đều cẩn trọng để tránh thất bại và có rất ít người chuẩn bị tinh thần để thành công. Để đến khi thành công, ngoài mong đợi lại bối rối bỏ lỡ cơ hội phát triển. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có gần 77.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh trong năm 2013 ở nước ta. Tuy nhiên, theo dự báo, chỉ có khoảng 20% trong số đó còn hoạt động trên thị trường sau 3 năm đầu tiên. Rất ít doanh nghiệp còn tồn tại sau 5 năm. Trong số các công ty khởi nghiệp đó, rất nhiều thuộc về ngành công nghệ. Đây là một xu hướng tất yếu khi ngành công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam phát triển vượt bậc. Đa số các công ty khởi nghiệp công nghệ xoay quanh những hoạt động như là viết ứng dụng, gia công phần mềm cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc làm game. Đặc điểm chung của nhóm này là được thành lập bởi những người trẻ, thậm chí có nhiều người chỉ mới tốt nghiệp đại học một vài năm. Họ có thừa sức trẻ, thừa đam mê nhưng lại thiếu kinh nghiệm, trong khi sức cạnh tranh trên thị trường khởi nghiệp Việt Nam ngày càng tăng. Do vậy, tỷ lệ thành công với các nhóm khởi nghiệp công nghệ hoàn toàn không cao, nếu không muốn nói là rất thấp. Với IDG trong 10 năm vừa rồi thì IDG đã tìm kiếm khoảng trên dưới 5.000 doanh nghiệp trong mảng startup và công nghệ, đã làm việc và nói chuyện với rất là nhiều doanh nghiệp khác nhau về từng ngành nghề khác nhau liên quan đến mảng công nghệ. Thì từ những cái doanh nghiệp này thì IDG cho đến nay đã đầu tư hơn 50 thương vụ. Thế thì cái tỷ lệ ở đây là 1% là được đầu tư, và cũng không phải là được đầu tư thì có nghĩa là thành công. Anh khởi tổng thể trong lĩnh vực khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ, nhưng mà tôi có bức tranh tổng thể về khởi nghiệp trong tất cả các lĩnh vực thì thông thường ấy, 95% các doanh nghiệp khởi nghiệp là thất bại, chỉ có 5% doanh nghiệp này là thành công. 5% số doanh nghiệp thành công này ấy, sau 5 năm thì có đến 50% số lượng doanh nghiệp này sẽ thất bại và chỉ còn lại 2,5%. Xác suất thành công thấp khiến nhiều nhóm khởi nghiệp công nghệ Việt Nam, mặc dù rất tự tin, vẫn luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt với những tình huống xấu nhất và chỉ dám đặt mục tiêu duy trì hoạt động. Hay nói cách khác, khi khởi nghiệp, họ sẵn sàng đón nhận thất bại, nhưng lại chưa chuẩn bị tinh thần để thành công. Vì vậy, bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển hết sức thuận lợi. Điển hình như trường hợp của lập trình viên Nguyễn Hà Đông với cái chết non của game Flappy Bird. Bản thân Nguyễn Hà Đông chưa từng nghĩ game Flappy Bird là vụ sáng chỉ sau một thời gian ngắn như vậy. Thành công đến với anh đột ngột ngoài mong đợi và khiến anh lúng túng trước sự chú ý quá mức của giới truyền thông. Và ngay sau đó, mọi người đã tiếc nuối khi Nguyễn Hà Đông đã gỡ bỏ Flappy Bird giữa lúc nó đang đạt hơn 50 triệu lượt tải về trên toàn thế giới. Sự việc đáng tiếc này cho thấy dù thành công có xác suất rất nhỏ, nhưng các nhóm khởi nghiệp công nghệ phải luôn có sự chuẩn bị cho nó ngay từ ngày bắt đầu. Cái mà anh nghĩ cho một người khởi nghiệp mà đặt vị trí mình trong hoàn cảnh bất ngờ thành công ấy, nên có một mentor. Mentor là một người cho phép mình có thể nhìn lại chính bản thân mình, có thể làm điều gì trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh kia để chuẩn bị tốt nhất, vì họ là người đã có kinh nghiệm. Cho nên cái việc mentor cho phép Flappy Bird là một việc mà lẽ ra có thể xảy ra. Mentor đây rất nhiều từ quỹ đầu tư mạo hiểm, từ đến chính phủ, từ các hỗ trợ tổ chức hỗ trợ thành công, hỗ trợ khởi nghiệp. Anh đánh giá rất là cao vai trò của mentor trong khởi nghiệp, cho dù là trước thành công hay sau thành công. Tôi nghĩ là các cái công ty mà họ đạt được đến cái level để mà thành công á, thì họ đều đã có những cái backup nhất định rồi, và những cái backup đó thì họ là những cái tổ chức lớn, là những cái quỹ đầu tư hay là những cái cá nhân kiệt xuất ở trong thế giới công nghệ á, thì họ đủ cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm để support, để hỗ trợ cho cái cá nhân này để họ thành công. Một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của khởi nghiệp là nguồn nhân lực. Tìm kiếm một người hướng dẫn, một nhóm thành viên ăn ý là lời khuyên đầu tiên của nhiều bạn trẻ đã trụ vững khi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Cuối cùng, bản lĩnh và định hướng cụ thể là hai yếu tố quan trọng nhất để các nhóm khởi nghiệp công nghệ phát triển.